Vâng, mến chào các bác anh em. Thì trong clip ngày hôm nay em lại mới sưu tầm được một con âm ly giá dưới 3 triệu các em nhá. Thì trước khi đi vào phần giới thiệu âm ly thì các bác anh em nhìn cái tấm biển ở trên màn các bác anh em đây là số điện thoại của em. Các bác anh em hãy lưu vào để lúc nào các bác anh em cần chỉ việc nhấc điện thoại lên và alo với em thôi các bác anh em nhá. Số điện thoại của em là 0948602386. Các bác anh em ở gần ở xa thì đều có thể là mua hàng được hết các bác anh em nhá. Em đều ship toàn quốc hết các bác anh em nhá. Vâng, thì con âm ly này nó là một con âm ly Chio, có mã model là KA7100 các em nhé, 7100D. Vâng, thì con này nó sản xuất vào năm 1977 các em nhé, 1977. Mặt của nó là mặt nhôm phay, size của nó là size 43 các em nhé, size 43. Con này thì mặt là mặt phay nhôm. Mặt thì là mặt phay nhôm các em nhá. Cái đèn này thì nó quay được clip thì nó nháy nháy vậy thôi, còn bên ngoài thì nó màu đỏ, nó không nháy đâu các em nhá. À, đánh cho phép đánh là cũng đánh được hai cầu loa cùng một lúc, đánh từ 4 đến 16 ôm các em nhá. Và hai cầu loa thì thông thường nó sẽ đánh hai cầu loa đều trở kháng là 8 ôm các em nhá. Mình có chỉnh bát này, chép, ba lăng. Còn đây là tôn, là khi các em gạt xuống thì là có thể chỉnh bát chép các em nhá. Không gạt lên thì nó về cân bằng. Còn đây là cắt giải cao và giải thấp, có nghĩa là giải bát và giải chép với các bạn em nhá. Còn đây là cắt giải này. Đấy, cắt giải hẳn luôn chứ không phải cắt giải cao giải thấp nữa nhá. Đây sẽ có một cái volume rất là lớn thôi nhá. Còn đây nó là cái cổng chọn tín hiệu đầu vào tap các em nhá. Con này đặc biệt hơn là nó có cái phần lau lướt này, lau lướt số. Nó sẽ có số 1, số 2. Bình thường thì một con ly bình thường nó chỉ có phần một bật lau lướt thôi các em nhá, bật lau lướt và tắt lau lướt thôi. Còn đây thì có cả số 1, số 2 lau lướt số. Còn đây là cổng chế độ nghe sitte và mono này. Còn đây là chỗ mà các anh em chọn tín hiệu đầu vào các em nhá, input này, selector này, aux, tuner, phono mà em đang để aux. Và con này thì mặt của nó có một cái khuyết điểm là về này, nó có bị xước các em ạ, xước ở đây này. Và đây này, những cái chỗ mà nhỏ nhỏ này các bạn nhá, nó cũng không đáng kể đâu, bởi vì nhiều anh em chơi nó còn nhiều anh em gọi cho em bởi con nào xấu nhất mà giá hợp lý nhất thì để cho tôi gọi em nhá. Đây là cái phần nắp lưng của nó các bạn nhá. Con này thực tế là nó máy móc rất là khủng các bạn nhá, máy móc rất là khủng. Đây là phần máy móc của nó này, toàn bộ là có nguyên bụi đấy các bạn nhá. Đó, các bạn em nhìn cái mạch của nó này khô đét đẹp luôn. Cái dòng này thì nó sò của nó giống như nó được phủ một lớp sơn dạng như là sơn màu bạc ấy, thì theo thời gian nó sẽ bị bay mất màu này, bay mất cái chữ Toshiba. Còn nếu mà anh em nhìn kỹ là vẫn thấy cái chữ đỏ đỏ Toshiba này. Đấy, có 4 con sò Toshiba chữ đỏ. Sò này là sò zin hết các em nhé, sò này là sò zin hết chứ không phải là sò mấy con sò này mới bây giờ đâu các em nhé. Bởi vì các em có thể là cái mối hàng của nó các anh nhá, mối hàng của nó rất là lâu rồi. Ở đây có 4 con tụ này, nguồn rất là lớn. Con này đặc biệt hơn là có cái giờ le này, giờ le bảo vệ, khi nào giờ le đóng bắt đầu mới có cấp tín hiệu các em nhá. Đây là những cái jack kết nối đầu vào aux, phono và tuner các em nhá. Đây sẽ có một cái series máy của nó này, Chio K7100D. Đó. Điện đầu vào là 100V và công suất là 150W. Series máy là 3977 made in Japan. Loa thì cho phép đánh loa từ 4 đến 16 ohm và đánh A cộng B đánh từ 8 đến 16 ohm các em nhé. Nếu con này thì giá thị trường bây giờ nó đang dao động ở dưới nó khoảng 3 triệu hơn 3 triệu. Thì con này của em thì em giao lưu các anh em với mức giá là 2 triệu 600.000 đồng, 2.600.000 đồng vẫn bao ship toàn quốc cho các bạn anh em. Và khi các bạn anh em chỉ bỏ ra 2.600.000 thôi mà cái đánh các âm ly này có thể là cho đánh cho phép các bạn anh em đánh những cặp loa thùng kín bát 30 thoải mái luôn các em nhá. Này em đang đánh một cặp loa 2 bát 25 mà em phải cần nhích lên này. Nói chung là nó là đúng trong tính chất gọi là ngon bổ rẻ các bạn em nhá. Và các bạn anh em mà muốn mua hàng thì hãy cứ alo trực tiếp với em các em nhé, hãy cứ alo trực tiếp với em theo số điện thoại ở cái tấm biển này các em nhé.
hoặc là xem hình ảnh chi tiết kết bạn Zalo với em qua số này cũng được luôn các em nhé. Còn giá chỉ có 2.600.000 đồng thôi, rất là rẻ, hơi con âm ly tàu một chút các em nhé. Mà các bạn anh em đã sở hữu được một con âm ly bãi xịn sò rồi. Mà các bạn anh em xem video thấy hay và muốn mua những sản phẩm âm thanh bãi thì hãy nhấn nút like và bật cái chuông thông và nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo ở góc màn hình các em nhé. Bật chuông thông báo, bật tất cả lên thì các em đăng video nào các bạn anh em mới nhận được những video đấy. Tại vì không thì video nó sẽ không được lổ lên đâu các bạn anh em nhé. Cảm ơn các bạn anh em đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái và chào tạm biệt. Hẹn gặp các bạn anh em trong những video tiếp theo.